Và xin giới thiệu với quý đoàn, đây là môn phận của đình Bình Thủy, hay còn gọi là Long Tuyệt Cổ Miếu, một trong những ngôi đình cổ kính của thành phố Cần Thơ và là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia của thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý đoàn, cũng giống như những ngôi đình làng ở Nam Bộ, thì trong đình Bình Thủy thờ thần Thành Hoàng tưởng cảnh của làng Bình Thủy. Đây là một vị thần do vua phong sắc vào năm 1852. Và xin mời đoàn cùng xem cách bày trí phía bên trong ngôi đình ạ. Ở giữa nơi trang trọng nhất là bàn thờ Thành Hoàng Cổ Cảnh, phía sau là bàn thờ Hậu Thần, trái phải có bàn thờ Tả Ban Hữu Ban, dọc hai bên chính điện là bàn thờ các vị danh nhân của vùng đất Cần Thơ. Thì đình trong Nam Bộ mình sẽ rất là khác biệt so với đình khu vực phía Bắc. Đó là đình khu vực phía Bắc, đình làng nào thì thờ vị thần làng đó, một vị duy nhất trong đình thôi. Tuy nhiên đình trong Nam Bộ mình thờ rất nhiều vị, bao gồm thần Cổ Cảnh, tiền hiền, hậu hiền, những người có công khai mở vùng đất và đặc biệt trong đình Nam Bộ còn thờ Bác Hồ kính yêu chúng ta nữa. Đó là khác biệt thứ nhất. Khác biệt thứ hai đó là đình làng ở Bắc Bộ sẽ có một khoảng ruộng đất công, sử dụng hoa màu hơi lợi một khoảng đất đó phục vụ cho các nghi thức lễ hội của đình. Đình trong Nam Bộ mình không có ruộng công, chỉ cần kinh phí phục vụ cho các lễ kỳ yên, thượng điền, hạ điền, bà con ở quanh các xóm ấp quanh đó sẽ góp tiền lại để dân các lễ vật cúng. Đó là khác biệt thứ hai so với đình trong Nam và đình ngoài Bắc. Do số lượng đoàn cao thì chúng ta sẽ không vào bên trong mà xin mời đoàn sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng này đến phần văn hóa Việt. Kính thưa quý đoàn, cô gian này ở tại thành phố Cần Thơ sẽ giới thiệu về những người Việt ở trong những chương trình được đó thầy. Thầy vô trong tại đoàn đông mình không mời vào. Mình quay xa cho các bạn. Giống đình. Một tay người nông dân sẽ cầm tạng để cắt cỏ, tay còn lại cầm cùi nhện để phun cỏ, cứ việc gì như thế. Rồi đều mình thấy trên cùng là tảng nhưng lại có nhiều tên gọi. Ví dụ các tảng cao nhất phía trên là tảng cổ lục nhập, còn các tảng thấp ở phía dưới này được gọi là tảng trái quao. Vì do hình dáng của nó, người ta sẽ đặt tên cho cái tảng. Người Nam Bộ chân chất thật thà, hình dáng sao gọi tên như vậy. Phía trên thì tảng cổ lùng nhặt, cổ là phần nối giữa cán và lưỡi lùng mà nhặt nữa, tức là nó rất là ngắn. Còn đây là cây tảng trái quao, tạo hình giống như trái quao ở vùng nước mặn, trái màu đen và cong cong đó. Tới khâu tiếp theo đó là khâu mình đã đào xới đất lên tơi xốp. Sức người thì có hạn nên người nông dân sử dụng sức kéo của trâu hoặc bò. Và thứ nhất điểm đó là các áp chiếc để lên vai một con, các đôi để lên vai hai con trâu con bò gắn với kẻ cái bừa. Và người nông dân luôn xem con trâu con bò như người bạn trên đồng ruộng, vì thế thiết kế cái áp chiếc đặc biệt. Đó là để lên vai cho bò này sẽ được vào nhẵn mình để không làm cứng vai cho bò. Đồng thời loại gỗ được chọn sẽ là loại gỗ nhẹ để không làm ảnh hưởng đến sức kéo của trâu bò. Khi lúa chín mình sẽ sử dụng cái lưỡi hái hay lưỡi liềm để gặt lúa. Tuy nhiên trước đây ông bà canh tác loại lúa không chất cao, khi chín cho bông lúa nặng thì làm cho cái lúa bị nghỉ cổ ngã đạt xuống. Nếu mình sử dụng cái lưỡi hái này mình sẽ mất thời gian để đỡ cái lúa nghẽ lên. Vì thế ông bà đã suy nghĩ sáng tạo ra cái bồn gặt được thiết kế giống như một nhánh cây dùng để nâng đỡ khi cây lúa nghẽ. Mình sử dụng như thế này, cầm phần này dùng ngược trở lên và sử dụng phần giống như cây đỡ cây lúa nghẽ, ôm dần người dọc tròn và ngược trở ra, các lúa nghẽ được nhanh chóng thuận tiện hơn, thể hiện rằng ông bà rất là thông minh sáng tạo trong lao động sản xuất đã có sự cải tiến nông cụ. Để đưa nước vào ruộng phải lựa chọn cho cái loại nông cụ cho thích hợp. Ruộng sâu mình tát gạo dây đến khi ruộng cạn tát một hai gạo sọc. Đánh bắt cá cũng tùy theo mực nước và số lượng cá mình lựa chọn nông cụ. Mời các bạn chúng ta di chuyển vào khu vực phía trong đây đi các bạn. Mời các bạn chúng ta di chuyển phía trong đây. Khi mà cá mương rồi đó các bạn, thấy con cá thì mình sử dụng cái nơm chụp xuống để bắt con cá các bạn. Còn mực nước sâu hơn mình sử dụng cái lợp. Cái lợp có thiết kế rất đặc biệt, con cá chui vào được mà nó chui ra không được. Những con phía trong thì nó cứ quẩy lên, những con bên ngoài tưởng rằng trong đây có nhiều nước ăn nên nó tiếp tục chui vào thì mình bắt được những con cá. Hoặc là sử dụng cái chài vải ra và những cái con cá sẽ bị mắc vào những cái mắc lưới như thế này, cái ngặt của nó bị mắc vào mắc lưới thì mình bắt được cá. Tiếp theo giới thiệu với đoàn chúng ta, đây chính là mô hình ngôi nhà của người Việt thuộc tầng lớp trung lưu ở đồng bằng sông Cửu Long. Và trung lưu tức là tầng lớp ở giữa, không giàu cũng không nghèo. Nhưng mà nhà của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long, dù cho giàu hay nghèo đi nữa, người ta đều phân định rất là rõ giữa nhà trên và nhà dưới. Nhà dưới là nơi sinh hoạt của cả gia đình, nhà trên là nơi thờ phượng và tiếp khách. Đây chính là mô hình ngôi nhà trên. Và khi xây cất nhà cửa, người Việt luôn sử dụng số lẻ 3 hoặc 5, đại kỳ sử dụng số 4, bởi vì mình hay đọc sinh, lão, bệnh, tử. Tứ là tử, vì thế là tránh sử dụng số 4 trong xây cất nhà cửa. Một điểm đặc biệt nữa, cái nền nhà bao cũng được thiết kế cao hơn cái mặt phía bên ngoài và thiết kế những bậc thềm để đi vào. Khách đến chơi nhà muốn bước được vào bên trong phải cúi xuống nhìn những bậc thềm và tư thế này giống như tư thế cúi chào, cúi lại tổ tiên gia chủ phía bên trong ngôi nhà. Mỗi thiết kế được ẩn chứa những thông điệp về văn hóa rất đặc biệt.
Ngôi nhà này đang hết đại khách loại hình âm nhạc, đó chính là đờn ca tài tử. Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tiếp theo mời đoàn cùng tìm hiểu về các loại tiền ạ. Và đây là các loại tiền lưu hành ở Việt Nam từ thời triều đình phong kiến cho đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiền thời triều đình phong kiến có hình tròn, phía trong có lỗ hình vuông để xỏ sâu cất giữ được dễ dàng. Ngoài ra, người xưa có quan niệm ông trời hình tròn, trái đất hình vuông, trời xanh như tán lộc tròn, đất kia chằng chẳng như bàn cờ vuông, nên làm ra đồng tiền giống như sự hòa quyện giữa âm dương trời đất. Những nhà giàu có số lượng tiền nhiều có thể sử dụng cái ngước đo tiền hay cái vi đông tiền này để đong đếm tiền ạ. Mỗi cái vi sẽ có quy ước khác nhau. Thường những vùng khác cái vi này chỉ có 3 cái rãnh, nhưng mà vùng Cần Thơ thì cái vi có đến 4 cái rãnh, chứng tỏ đây là vùng đất rất là giàu có và trù phú. Khi mình để đầy cái vi này đổ ra sẽ được 2 quan tiền, tức là 1.200 đồng. Đơn vị tiền xưa, quan tiền đồng, 1 quan bằng 600 đồng. Còn đây là tiền thời ba nước Đông Dương thuộc Pháp. Ba nước đó là ba nước nào các bạn? Ba nước Đông Dương, trên bán đảo Đông Dương là ba nước nào các bạn? Việt Nam, Lào, Campuchia. Các bạn nhìn tàu 100 này nè các bạn. Các bạn nhìn tàu 100 nha các bạn, có hình ba cô gái, là ba cô gái Việt Nam, Lào, Campuchia đó các bạn. Và tiền này là do ngân hàng nhà nước Pháp phát hành sử dụng chung ở ba nước Đông Dương đó các bạn. Còn phía trên cao đó các bạn, đó là tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành. Năm 1975 thì đất nước chúng ta thống nhất, đến năm 1976, ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành tiền sử dụng chung ở cả hai miền Nam Bắc. Ngày nay chúng ta sử dụng tiền bằng chất liệu polymer, ở đây chưa có bổ sung thêm trong bộ sưu tập này nha các bạn. Mời các bạn di chuyển tiếp, trên đường đi chúng ta sẽ thấy mô hình một đám rước dâu trên đường bộ. Xây nhà thì xây số lẻ, cho mấy bạn đi rước dâu thì phải sử dụng số chẵn, chẳng cặp chẳng đôi, còn chút cho cô dâu chú rể thật là nhiều may mắn trong hôn nhân. Từ lúc nào có cặp có đôi các bạn. Đây là mô hình một đám rước dâu trên đường bộ. Mời các bạn di chuyển theo lối này, chúng ta đến với văn hóa của cô dâu.